Dạ anh. Đâu, con nào? Dạ. Đó. Nè. Thế rồi. Tôi mới đi tới đây cái tôi thấy cái. Trời ơi. Trái cái đó bật niềm tin của đâu. Thằng rửa chén. Chú thấy hả? Em thấy, em đi tới đây nè. Nào chú, em trong đó lên vậy. Đang rửa chén. Tôi giặt đây có chú chẳng không? Lấy nè, đem bắp ra, lấy nè. Trời, cái áo mới vừa đem vô. Trời ơi, trời, cái áo mới luôn thì cần. Lấy bắp ra. Để cho anh quay đi, để nói nó không tin nữa. Mù nó thấy là rửa chén gì đó. Em đi tới đây em thấy nè. Rửa cái chén chưa? Để hai chồng thầy Hà nói hết á. Nói gia đình mình dựng chuyện đó là bà con chứng kiến mà. Quay rồi. Quay trong đây nè. Dạ dạ. Quay cho bà con ta coi. Để hai chồng thầy Hà nói gia đình dựng chuyện đó. Điện cái nút liền đi. Đó bà con cô bác. Điện nút. Để cho sẵn cho nó cháy hết luôn đi. Đây ông bà cô bác là Phong đang thu xếp và Phong đang đi về. Ở dưới này nè. Phong thu xếp đi về là ở đây là phát cháy ông bà cô bác. Là dưới sự chứng kiến của toàn bộ thành viên trong gia đình. Đây là chú là người thấy hả chú? Em không thấy, nó kêu ta rửa chén, cái chén bỏ sách lên nè, bỏ vô cái thùng đó. Em thấy cái chén phừng phừng luôn. Thì Phong vừa, đó, ông bà cô bác thấy rõ ràng. Cái rửa ra xong cái này chạy lên nè. Ờ, nó cháy, sao, ê, con chú nó cháy luôn cái cây này nè. Không sao anh. Không sao, đừng tắt, không sao. Cháy cây ngang nè. Dạ. Cháy người ta mới cho tôi, cái áo mới tinh luôn rồi. Rồi, đây tới tối là bình địa luôn á. Anh cứ để đi. Dạ, anh thấy gì không? Cú rồi anh nốt quên. Cháy nữa nè. Cháy cặp đi rách nè. Tưới đi. Tưới đi. Bây giờ ông tắt máy không về luôn hay gì nè. Hả? Ai? Tưới nốt. Anh nốt tới chưa? À, không có chừng, ông chạy về luôn á. Anh đang nói chuyện, ông tắt máy. Vậy là anh chạy về đó. Dập đi. Được rồi. Sao nó cháy luôn ra nè. Cho cái cây này ông nói bảo đảm hết. Ông tắt máy ông chạy về liền. Dạ hồi. Ông bà cô bác thấy chưa? Vậy bây giờ mình có đó, có điện cho thầy Hà không? Không? Giờ mình có điện cho thầy Hà không? Nên là chú ở đây là người phát hiện hả chú? Không thấy rửa cái tô đó, là mới vừa rửa cái tô chưa xong nữa. Ba ngon sao? Dạ. Là tất cả trong thành viên trong gia đình mình thấy. Cái mùi hồi nãy là mình đang làm trước nè, tỏ mới vừa dọn đang cái thời gian. Tỏ em nghe cái mùi rồi biết rồi. Đi ra trước rồi. Không, em biết trước rồi cái ngày em không bao giờ yên ổn được đâu. Không, đầu đầu vô đi cho nó tập thấy không? Mới vừa lên xong mà không nghĩ chuẩn bị lên đường về mà dính trưởng nữa. Chị má đâu anh nào? Chị má. Má uống phê hay gì? Vậy là bác gì năm cũng không biết luôn. Má đâu trời biết đâu, má đi má mới đi trước hết trơn nè. Để đi qua nhà anh hai em quen nè, em chuẩn bị hành lý chuẩn bị về cho ông bà của bác xem luôn. Đây. Đang chuẩn bị về luôn. Sự là dọn đồ vô xong hết rồi. Là Phong cũng con cũng thu xếp là đi về không bà cô bác, mà cũng có dì Năm cũng có gỡ bánh đâu không nữa, mà bây giờ gặp sự cố nữa rồi không thể nào hiểu nổi luôn. Phong đang chuẩn bị về mà ở đẳng nó cháy nè. Ba lô với cây là Phong chuẩn bị bỏ vô cốp xe nè ông cô chú anh chị, với bánh nè. Bánh gì Năm gửi cho anh Cường bất động sản, chỉ gửi cho Phong nữa là hai bọc. Anh banh giúp cho em, em đang cầm điện thoại á. Hai bọc nè. Hai bọc bánh là chuẩn bị là mấy bữa nay là Phong ở đây trực tiếp đây nè. Ba lô Phong vừa bỏ vô chưa bỏ cốp xe đó là cái cây để đây nè. Là người nhà đó khoát qua là chạy qua là kêu Phong lại nè ông bà cô bác. Đây, anh đóng lại giúp cho em luôn đi. Rồi ông hết về luôn hả? À, bây giờ Phong chắc phải ở đây không phải xem như thế nào nữa. Lấy chìa khóa xe giúp cho em luôn. Rồi.
Anh để ba lô lên xe giùm em. Em bây giờ em cũng không dám đeo vào bển nữa. Sự không biết không hiểu như thế nào luôn. Rồi, bển anh chắp cửa lại giùm em. Chìa khóa xe có lấy không? Dạ dạ. Rồi, đi. Nữa mới vừa ngộn được có mấy ngày à. Nó để bữa cháu tâm mũ hai chồng này à, nó nhà mình dựng chuyện không đó, giờ cho bà con thấy chứng kiến đó. Trời ơi, mới mừng hồi nãy. À. Cô cẩn thận nha, mấy đồ đạc hay chút. Đồ quá trời quá đất. Nhà không yên ổn nổi luôn. Thiệt tình. Tôi đi tới đây sao tự nhiên nghe một hết dần dòng dòng không thấy tự nhiên đây thấy cửa cho báo nữa. Phật cái lên nó chạy lắm nhiều mình. Dầu thêm nữa rồi. Dễ nó chán húi. Chán húi. Không. Dễ nó chán húi gì? Chán là nó chán hơi mũ với hơi thối. Nó thối mùi gì? Ta gọi đến đây thì nhảy ra. Nó thiệt tình. Ba đầu thua nó thu sẻ thì cứ lên đùng đùng nó làm gì hoài vậy thôi. Tắm ra nó hôi gần à. Trời, vậy là anh Út chẳng chắc chắn là anh đang chạy về đó. Ừ, anh Út anh tắt máy chừng anh chạy về. Đâu ra xa công nghiệp ta từ. Long An ở dưới á. Từ tiếng tới. Giờ nãy là em cũng cũng hên đó là chưa có về đó, vừa dắt xe ra là nghe nó là chưa bỏ đồ vô kịp mới luôn. Mới đi xuống dưới đây tôi nựng cháu đi nó lên. Xích qua để nó đang cởi đồ anh. Thấy chúng bé. Tình mấy bữa nay là không ở đây là cũng lâu lắm rồi tính về mà nó cháy rồi về đây. Mới đi xuống dưới nựng cháu cái đi lên trên nghe mùi khét quay lại. Cháy nữa. Mà có dọn gì vô đâu? Khiên vô mà cái mẹ mình dọn vô đâu. Khiên nãy giờ mà nó chết. Khiên vô vừa chút xíu rồi nó phát quả rồi. Nó đậu chân đá dưới đó rồi. Trời đang tự tin lắm. Bây giờ phải đem ra ngoài nữa. Khổ thiệt chứ. Nhà sao mà kỳ cục dữ vậy trời. Ở vậy không có thầy nào mà bảo đảm hết cái lưng nó đụng bảo đảm. À, 100%. Dám bảo đảm 100%. Chạy ra chờ tao cái phòng ngoài của mình lên ra ngoài đi ngồi đó hoài luôn á. Bảo đâu? Đây nè. Cái bao hả? Gì vậy? Gì vậy? Có gì đâu, nó chạy đi lấy bao. Sao rồi? À, sao? Bà con thấy chứng kiến đó và hai vợ chồng Hà nó bảo đảm hết đó. Hà cái này là cái gì mà hết nói gì đó. Ừ, trái mà anh em nè nó là nó bị quăng rồi mới nghe mùi nó mới chưa ăn đó trái nữa rồi. Giờ tới tối là giờ tới tối là bình đẻ luôn á chứ không phải đơn giản đâu. Giờ đang sang đồ vô nè. Dọn đồ vô giờ dọn ra nè. Mới dọn xong. Mới dọn xong vậy thôi thua luôn rồi. Sống gì nổi không? Mới dọn vô xong giờ bắt đầu sạn ra nữa nè. Cái tờ bỏ túi hết đó nha. Ừ, bóp cái tờ nha. Có mùi khác đâu nữa nè, coi coi cái bóp giùm em ơi. Có sao vậy? Đâu hả?
chết quá trời. Kìa má, bộ đồ họ hai này không ngoái kìa. Nghe nốt. Trái dữ dội lắm anh Út ơi. Dạ, đó là phần dữ lắm rồi. Anh Út ơi, giờ dữ dội lắm anh Út ơi. Dạ, quay lên cho cộng đồng mạng biết luôn. Quay rồi, thấy rồi. Nãy giờ hai lần rồi đó. Anh đi.